Hi. Chào tất cả các bạn. Hôm nay bây giờ mình sẽ giới thiệu chiếc Galaxy Samsung A20s. Nhà sản xuất của nó là vào năm 2019, được sản xuất từ Trung Quốc. Màn hình 6.5 inch, cảm ứng 4G và Wi-Fi. Điện thoại này có bộ nhớ là 32GB, camera 13.8 megapixel và 8 megapixel. Thành phần là thanh máy, sạc, các dữ liệu, nhưng không có cái tai nghe hợp bộ bằng sao. Cũng có sách hướng dẫn, dụng cụ máy sim và thẻ nhớ. Trong đó thì những cái thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản cần phải được xem sách hướng dẫn kèm theo. Sản phẩm định là sản xuất tại Wintech Mobile Communication Co. Ltd. Địa chỉ là NO 777 Yasser LD Nangho District, Siasim, Zhejiang, China. Sản phẩm do công ty Samsung Electronics Việt Nam đã được nhập khẩu và bảo hành chính hãng. Chúng ta sẽ ngay cùng khám phá cái điện thoại đi nhé. Điện thoại này cơ bản thì nó cũng khá đẹp, mà sau đó là những cái tông màu đen thôi. Hết sức là lấp lánh và rất đẹp. Khác với điện thoại khác thì điện thoại ra Samsung Galaxy A20 này có đến 3 camera này. Ở đây còn phải là cái cao luôn nha. Rồi, ở đằng trước thì có một cái cam phía đằng trước nữa. Kích thước của màn hình này là 6.5 inch, khoảng tương đương với một găng tay. Dưới đây là ngoa, hai cắm sạc và nút cắm tai nghe. Có một cái ngõ ở đây được tiện chúng ta ra dán dụng cụ để sim vào hoặc để lấy sim ra. Thì mình sẽ mở điện thoại cho các bạn xem nha. Mọi thứ đều rất tốt. Còn cái máy ảnh thì sao ta? Cái camera này thì ánh sáng ở trong tay nó cũng bằng với ánh sáng bên ngoài. Đó, thấy không? Và một số ứng dụng khác như là đồng vô Messenger, đừng sẽ nghe tiến hành bài đáng là thử đa nhiệm xem nó có giống như hay cái gì không. Đây vô rồi nè, rồi xin nhờ mời ba. Bài điện thoại này hơi mới cho nên các bạn thông cảm nha. Đó, đã vô công rồi. Tiếp theo đó là Netflix. Cái này phải đặt lên rồi. Nhưng sao mình sẽ mở YouTube. Đây là chị chơi của mình này. Rồi tiếp theo là Google Maps. Chờ chưa đến 10 giây là đã vào rồi. Rất nhanh. Rồi cuối cùng là CH Play. Cũng vô được. Rồi tiếp theo sẽ là cái phần mong chờ nhất, đó là thành phần đa nhiệm. Đầu tiên Messenger, không phải gót lại SimP3, cũng không phải gót lại. Rồi Netflix họ để mình không mở được. Rồi tiến hành vào YouTube, cũng không phải gót lại luôn. Rồi Google Maps, khỏi phải gót lại. Và CH Play, khỏi phải gót lại. Điều này giờ tôi đã thử nghiệm mở một vài ứng dụng và kết quả thấy mất
độ ra nhìn của chiếc Galaxy A20 này rất là nhỉnh, nhỉnh hơn so với những điện thoại khác. Nói chung đây là một điện thoại tôi nghĩ nó có thể là cái mức độ đa nhiệt là nhiều nhất và cao nhất so với tất cả các loại máy. Dùng vô không tiện điện thoại, anh không có Android á. Nói chuyện Android coi. Android P và 9.0. Tức là những cái điện thoại nào mà Android có là 9.0 á thì có những điện thoại này là nó là Android P. Tâm vô âm thanh nữa. Em chỉ rung rồi. Nhạc chuông. Mình sẽ chọn một cái nhạc bất kỳ, dùng chính cái này coi. Nói chung mà âm thanh của chiếc điện thoại này cũng khá lớn. Ngoài ra khi tôi kéo thông báo xuống thì một cái thông báo sẽ được đề xuất như là điều chỉnh cường độ ánh sáng, rồi wifi, chế độ máy bay hoặc ánh sáng xanh và tất cả những thứ khác. Nói chung là cái bộ nhớ của cái điện thoại này cũng khá rất là nhiều, tới 32GB rồi. Mà đi thôi đó, mình sẽ giới thiệu qua cái gì cái cuộc sạc và cách sạc của đi kèm với chiếc điện thoại này. Mình sẽ để nó một bên. Trong đây thì một cái cục sạc ở đằng sau nó có các là adaptive fast charging. Ở đây có nghĩa là cục sạc này có thể sạc nhanh bất cứ thiết bị nào hết, có dùng xả là từ 9V, 5V đến 9V là từ 1,67 đến 2A. Ở đây cũng có hai cái cục cắm để cắm vào ổ điện giống như là cái điện thoại khác. Khi tôi cầm máy nén nó hơi nhẹ nhẹ. Rồi tiếp theo sẽ là cái dây sạc. Dây sạc ở đây cũng khác hơn so với dây sạc của điện thoại bình thường. Tất cả ở chỗ là cái đầu dây dẫn của nó không phải là micro USB so với những chiếc điện thoại khác. Cái đầu micro USB hình như nó giống như là dạng hình than đấy. Còn cái micro USB của chiếc điện thoại này thì hoàn toàn là thành chữ nhật mà bo gốc. Nó là điện thoại của chiếc A20s này. Mình sẽ đến chức năng của cái chiếc A20s này. Theo như mình biết đó thì mua một chiếc A20s này thì mình sẽ được tặng kèm một cái ốp lưng. Ốp lưng đó thì có cái hình của một cái quạt và những ngọn lửa. Ở phía sau này chúng ta có cái chỗ để mà cho ngón tay vào á, khi mà thao tác thì nó không có bị rớt. Mình sẽ tiếp tục về cái chiếc điện thoại của mình. Mình sẽ vào
thoại á, nó cao hơn so với dung lượng pin của những chiếc điện thoại khác. Pin này 4000 mAh. Mức pin hiện tại còn lại là 39%, tức là vẫn còn dùng được đấy. Để xem vào sát đây thì cái automatic của cơ đó thì cũng có thể tải được không, thì sẽ có automatic của cơ. Đây rồi, tải được luôn automatic của cơ. Chỉ có ba cái ứng dụng này thì hầu như là điện thoại Android dưới 7.0 rồi đều không có tất cả luôn. Chỉ có những điện thoại nào mà có Android 7.0 như điện thoại này thì mới có thể tải được ứng dụng ba cái ứng dụng automatic của cơ mà thôi, còn những điện thoại khác thì không có nha. Mình sẽ tải một ứng dụng bất kỳ, dùng tải nửa ứng dụng Panda coi. Xem mấy giây vừa tính tải xong nha. Chưa đến 20 giây thôi. Hiện nó đã tải xong rồi. Đã đang cài đặt này. Ok, đã cài đặt xong rồi. Mỗi khi tôi thấy cái bài này mà nó rất là khó, tôi có thể sẽ cần phải chụp lại. Tôi có thể sẽ cần phải chụp lại những cái bài toán đó mà mình trình giải, sau đó đem gửi cho Wanda và Wanda sẽ giải bài cho mình ngay lập tức thôi, mà không cần nhờ đến phụ huynh hay bất cứ thứ gì cả. Wanda xuất hiện với không nào, hãy đánh giá 5 sao cho ứng dụng này. Quên nữa này, còn một cái dụng cụ để dùng để bạn thảo xem á. Đây chính là dụng cụ thay sim, và cứ hướng dẫn sử dụng nó như sau. Khi muốn thay sim thì lấy cái dụng cụ này đặt vào đó. Hơi cứng. Không, thường nó ngồi khi ta gắm cái này vào thì nó lại mở, nhưng mà hình như nó lại không mở. Anh đây còn cái mẫu nữa để xem gắm vào có mở hay không. Cũng không mở. Bây giờ cái mức độ bảo vệ sim thì rất là cao. Hình như mặt sau không có dùng gì phải gì, chỉ có ngoài chữ Samsung và ba cái camera đó mà thôi. Và bây giờ thường người thì video cũng khá dài rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.